Cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần của đài truyền hình VBS. Mời quý vị đến với phần tin châu Á. Ở phần tin đầu tiên, doanh số bán lẻ của Nhật Bản đã giảm 12.3% trong tháng 5 so với một năm trước đây. Doanh số bán lẻ tại Nhật Bản đã giảm với tốc độ hai con số trong tháng thứ hai liên tiếp vào tháng 5 khi đại dịch coronavirus và các biện pháp khóa máy đã giáng một đòn nặng nề vào niềm tin của người tiêu dùng và triển vọng phục hồi kinh tế. Suy thoái kéo dài về nhu cầu làm tăng rủi ro rằng nền kinh tế lớn thứ ba thế giới có thể bị sa lầy trong suy thoái lâu hơn dự kiến và sự hồi sinh có thể chậm chạp hơn. Doanh số bán lẻ đã giảm 12.3% trong tháng 5 so với một năm trước đó do sự sụt giảm trong chi tiêu cho các mặt hàng vé lớn như là xe hơi cũng như quần áo và hàng hóa nói chung. Dữ liệu của Bộ Thương mại cho biết như vậy vào hôm thứ Hai. Sự suy giảm sau khi giảm 13.9% trong tháng 4, đó là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 3 năm 1998 và tồi tệ hơn dự báo giảm 11.6% của các nhà kinh tế trong một cuộc thăm dò của Reuters. Những hy vọng mong manh vào chi tiêu tư nhân có thể mạnh hơn. Các nhà hoạch định chính sách đang hy vọng sự phục hồi của chi tiêu tư nhân chiếm hơn một nửa nền kinh tế sẽ giúp hỗ trợ tăng trưởng vì sự không chắc chắn về triển vọng nhu cầu toàn cầu có nguy cơ trì hoãn sự phục hồi. So với một tháng trước đó, doanh số bán lẻ trong tháng 5 đã chứng kiến sự gia tăng đầu tiên của họ trong 3 tháng, tăng 2.1%, điều chỉnh theo mùa sau khi giảm 9.9% trong tháng 4. Ông Takumi Tsunoda, chuyên gia kinh tế cao cấp của Sinkin cho biết, mặc dù tiêu dùng đã tăng lên một chút, nhưng có một sự thận trọng mạnh mẽ đối với sự lây nhiễm và khách hàng đã quay trở lại rất chậm. Một số nhà phân tích cho rằng các khoản thanh toán tiền mặt 100.000 yên cho mỗi người dân để đối phó với đại dịch có thể thúc đẩy chiến dịch chi tiêu bù đắp sau khi dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vào tháng 5 và khi nhiều người đã quen với các biện pháp ngăn chặn xã hội nên ít đi ra ngoài đến khu vực đông người. Quay sang Trung Quốc, nước này đã dạy võ cho lính sau vụ va chạm với Ấn Độ. Trung Quốc nói là đang đưa 20 huấn luyện viên võ thuật tới cao nguyên Tây Tạng để đào tạo quân lính ở đây. Bắc Kinh không đưa ra lý do chính thức để giải thích về quyết định này, nhưng việc gửi người diễn ra sau khi có ít nhất 20 lính Ấn Độ bị giết chết trong các cuộc va chạm với lực lượng biên phòng Trung Quốc. Trong một thỏa thuận ký từ năm 1996, cả Trung Quốc và Ấn Độ đều không được mang súng hoặc chất nổ vào khu vực biên giới. Trung Quốc vẫn chưa công bố số liệu thương vong của mình sau vụ đụng độ mới nhất, trong lúc Ấn Độ nói là có ít nhất 76 quân nhân của họ đã bị thương. Tin tức về việc gửi huấn luyện viên võ thuật của quân đội lên vùng núi Tây Tạng được báo chí chính thức của Trung Quốc loan tải vào hôm 20 tháng 6, theo truyền thông Hồng Kông. Đài truyền hình quốc gia CCTV nói 20 người từ câu lạc bộ võ thuật chiến đấu Enbor sẽ đóng tại thủ phủ Hasa của Tây Tạng. Truyền thông nhà nước Trung Quốc không xác nhận liệu họ có huấn luyện cho các binh lính ở khu vực biên giới với Ấn Độ hay không. Và cũng theo nguồn tin của Trung Quốc thì truyền thông của nước này đã cáo buộc Úc chiến dịch gián điệp, nói rằng các điệp viên đã bị bắt vào năm 2018. Chính phủ Trung Quốc đã sử dụng phương tiện truyền thông nhà nước để tiến hành một cuộc tấn công bất thường vào Australia, tuyên bố các điệp viên Úc đang tiến hành một chiến dịch gián điệp tăng cường. Bài báo cho rằng Úc là cựu chiến binh khi nói đến gián điệp. Trung Quốc cho biết Trung Quốc đã bắt giữ các đặc vụ Úc trong một hoạt động vào năm 2018. Các cáo buộc được đưa ra vài ngày sau khi một cuộc đột kích của AFP vào MP của Bộ Lao động. Cửa hàng truyền thông chó tấn công chính của Bắc Kinh thời báo Hoàn Cầu đã đăng một bài báo nói rằng một hoạt động gián điệp của Úc đã bị gián đoạn ở Trung Quốc 2 năm trước. Tờ báo Lá Cải đã đăng những bức ảnh về những gì nó tuyên bố là những vật phẩm bị thu giữ, trong đó có bản đồ Thượng Hải và một chiếc la bàn. Nó cũng tuyên bố các điệp viên Úc đang hoạt động dưới vỏ bọc hộ chiếu ngoại giao từ tòa đại sứ ở Bắc Kinh. Tờ báo cho biết chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ các điệp viên Úc liên quan đến hoạt động bị cáo buộc. Và vẫn liên quan tới nguồn tin từ Trung Quốc thì nước này đang thông báo diễn tập quân sự ở Hoàng Sa ngay sau hội nghị ASEAN. Quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở vùng biển ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 7. Trang tin của Bộ Quốc phòng Trung Quốc dẫn thông báo từ Cơ quan An toàn Hàng hải và Cục Hải sự tỉnh Hải Nam cho biết vào hôm 29 tháng 6. Thông báo tập trận được đưa ra ngay sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc họp báo kết thúc hội nghị cấp cao ASEAN 36 nói rằng Việt Nam cùng ASEAN hợp tác với các bên liên quan kiềm chế các hành động làm phức tạp tình hình trên biển và tái khẳng định quyết tâm của ASEAN đóng góp xây dựng Biển Đông thành khu vực biển hợp tác phát triển an ninh và an toàn.
Thông báo của Trung Quốc nêu rõ địa điểm chi tiết sẽ tiến hành tập trận và nói thêm rằng trong thời gian này không có tàu nào được phép di chuyển trong các tuyến trên và tất cả các tàu phải tuân theo hướng dẫn của tàu chỉ huy tại chỗ. Trung Quốc thường tổ chức diễn tập quân sự ở Hoàng Sa gần như mỗi năm nhằm tăng cường kiểm soát và khẳng định chủ quyền trong khu vực mà Việt Nam vẫn tuyên bố thuộc lãnh thổ của mình. Và đây là một hành động rất khiêu khích. Động thái mới tiếp theo hàng loạt các hoạt động mà báo chí trong nước coi là khiêu khích và lấn át của Bắc Kinh trên Biển Đông gần đây đối với các quốc gia láng giềng, giữa bối cảnh thế giới đang nỗ lực đối phó với đại dịch coronavirus. Cũng tại khu vực quần đảo Hoàng Sa hồi đầu tháng 4, Trung Quốc đã cho tàu hải cảnh đâm chìm tàu cá và bắt các ngư dân Việt Nam. Sự việc đã khiến cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ phải ra tuyên bố lên án hành vi gây mất ổn định khu vực và làm lệch hướng nỗ lực của toàn cầu trong việc tập trung đối phó với đại dịch. Sau đó thì cũng ngay trong tháng 4, Trung Quốc tiếp tục tuyên bố thành lập các khu vực hành chính mới là quận Tây Sa để quản lý khu vực Hoàng Sa và quận Nam Sa để quản lý khu vực Trường Sa, khiến Việt Nam phải lên tiếng phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam. Mới đây, hôm 26 tháng 6, Bena News dẫn hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc tái tục về việc nạo vét tại một vịnh ở đảo Phú Lâm, dường như để mở rộng đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã xây dựng trước đó. Cho đến cuối ngày 29 tháng 6, Việt Nam chưa đưa ra bình luận hay phản ứng gì về thông báo tập trận mới của Trung Quốc. Quay sang Ấn Độ, vào cuối tháng 7 có thể là 1 triệu ca nhiễm coronavirus. New Delhi phải trưng dụng khách sạn làm nơi cách ly. Hôm qua, Ấn Độ có thêm 17.000 ca nhiễm mới chỉ trong một ngày. Theo giới chuyên gia, dịch coronavirus tại Ấn Độ còn chưa đạt đỉnh. Cho đến cuối tháng 7, số ca nhiễm dự kiến có thể sẽ tăng gấp đôi so với 500.000 người hiện nay. Tình hình đáng lo ngại nhất là tại thành phố Bombay và New Delhi, nơi tập trung tổng cộng 150.000 ca nhiễm, chiếm 1/3 tổng số người dương tính với virus. Thủ đô Ấn Độ vừa phải mở một trung tâm rộng hơn 100.000 m2 với khả năng tiếp nhận 10.000 giường. Với hơn 73.000 người nhiễm virus lâm bệnh và 2.400 người chết vì coronavirus, New Delhi đã trở thành thành phố bị thiệt hại nặng nề nhất ở Ấn Độ. Trước số lượng bệnh nhân tăng vọt, thủ đô Ấn Độ đã ra lệnh trưng dụng nhiều khách sạn, hội trường, toa tàu để chuyển thành các trung tâm cách ly để giảm sức ép cho các bệnh viện đang trong tình trạng gần như quá sức. Quyết định trưng dụng này là điều chưa từng có tại New Delhi. Tổng cộng đã có 16.000 người chết vì coronavirus tại Ấn Độ. Và đó cũng là bản tin kết thúc phần tin châu Á. Sau một vài thông tin bảo trợ cho đài, Kim Thủy sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam với một nội dung chính như sau. Người Việt ở thành phố Houston lo ngại về số ca nhiễm coronavirus tăng vọt. Quan điểm về Tổng thống Donald Trump làm người Việt khó chấp nhận nhau.